Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đề xuất xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, năm sinh, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của chủ thể đó. Theo dự thảo nghị định, dữ liệu cá nhân được chia làm hai loại. Trong đó, loại dữ liệu cơ bản gồm họ và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, nhóm máu, giới tính, số điện thoại, nơi sinh, nơi thường trú, số chứng minh nhân dân, căn cước. Loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, dữ liệu và di truyền. Bộ Công an đề xuất xử phạt 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của người bị tiết lộ. Mức phạt trên cũng được Bộ Công an đề xuất với các vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân hay hủy xóa dữ liệu cá nhân trái phép. Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi vận chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới, vi phạm đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Theo dự thảo nghị định, thẩm quyền xử phạt hành chính với các hành vi trên là Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an.